Mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh của Thảo. Hôm nay là ngày giỗ của bà, cho nên hôm nay thì cha cậu sẽ về và sẽ mượn nhà nguyện dòng của các sơ để làm lễ. Bước vào bên trong và mình cũng đã thấy xe của cha cậu về rồi. Nơi đây có một ngôi nhà để ngồi nghỉ ngơi rất là dễ thương, và khung cảnh xung quanh rất là sạch gọn. Cây cảnh xung quanh được các sơ chăm sóc rất là tươi tốt. Đây là cảnh quanh sân vườn này cả nhà. Đang đợi cha đã chuẩn bị làm lễ thì mình cũng ra ngồi đây để ngắm cảnh một chút xíu nè. Buổi trưa nắng nóng mà ngôi nhà mình mà có sân vườn như thế này, vừa ngồi ngắm cảnh và nhâm nhi trà bánh rất là ok vào cả nhà. Một góc sân này thì hoa 10 giờ đã đua nhau nở dưới ánh nắng mặt trời nè. Và một dàn hoa đậu biếc leo lên mái trông rất là dễ thương. Ở đây có một chậu hoa lan trông rất là đẹp nè. Nơi đây có một bức tượng như là một vị linh mục, nhưng mà mình cũng đã quên là không hỏi là ai nè. Mình sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong nữa nha. Trong sân có một cái cây hoa bằng lăng, hoa nở thành từng cụm màu tím trông rất là đẹp. Mình cũng đã thấy cha cậu đang ngồi nói chuyện với em họ mình nè. Sau lưng cha như là có một bức tượng thiên thần truyền tin cho đức mẹ. Và đây là ngôi nhà nguyện của các sơ. Mọi người cũng đang chờ chuẩn bị cha làm lễ. Mọi người cũng đã tham dự thánh lễ sáng 5 giờ nhiều rồi, cho nên lúc này thì cũng còn một số ít người để dự thôi. Còn vua sẽ không được sống lại để sống lại đâu. Đó là chúa ta, là Thiên Chúa, là cha chúng ta. Đấng đã thương chúng ta và dùng ân sủng của người mà ban cho chúng ta sự an ủi. Trời nên các cớ hỏi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với chúng ta ấy, cái thời đời sau, cái đời nay, anh ta hỏi chuyện đó thì rất là hợp lý. Thế vậy thì đến tranh nhau mà sống thì nguy hiểm lắm. Bởi vậy mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta có đời sau, có sự sống đời sau. Nhưng sự sống đời sau nó không như sự sống bây giờ. Sự sống bây giờ chúng ta là con người có thân xác, thì có sinh sôi nảy nở, thay cho Chúa để kết hợp nam nữ để sinh sản con cái cho Chúa trong bí tích hôn nhân này. Chúa là Chúa cả trời đất, chúng tôi cho ra tổ quán cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho của công lao của con người. Xin đem đến Chúa để rượu này trở thành của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúng con thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Thiên Chúa xin hướng dẫn chúng con là cái lời kinh nghiệm của hội. Và xin cho đi đến chúng con được chúc mừng là hôm nay chúng con làm Chúa. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con được. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi chính là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của chúng ta để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu mến cho chúng ta cùng bản thể một thánh hiệu. Cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu đầy máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Và ở cùng cha xin Thiên Chúa toàn
lành cho anh chị em. Amen. Nguyện lễ càng xong chúc anh chị em bình an. Lúc này thì mọi người tranh thủ ghé qua Đức Thánh để viếng thăm ông bà và những người thân. Em mình đã đi đốt nhang và sẽ đọc tin nhắn ở đây một chút. Khi về đến nhà của cậu mợ thì các em cũng đã bày tiệc ra sẵn rồi, chỉ chờ đợi mọi người về nữa thôi. Các món ăn hôm nay thì mình thấy là có mực sa tế nè, tại vì ở đây là vùng người Bắc á, cho nên là có thêm món thịt cây nè, thêm món lẩu cua đồng, gỏi gà với rau càng cua. Các món cũng rất là hấp dẫn nha. Và đây là quà của các cha nè các bạn. Đó là những cổ tràng hạt để khuyến khích con cháu dâng kinh hàng ngày. 10 kinh kinh mừng thôi nha. Rồi đọc kinh cầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Và tha nợ chúng con, mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vì Maria đầy ơn vô thức Chúa Trời ở cùng bà. Lòng con biết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trong ngàn nguy khó, niềm vui dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Chúc mỗi người ăn cơ ăn thật ngon trong bữa tiệc này. Xin ngồi vào bàn. Món lẩu cua đồng đây. Tim đang bật quay chưa? Chào chú Luật. Thảo xin ngừng video tại đây. Mến chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ và thư giãn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.